Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 354 của bộ truyện Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, cách ngày tầng hư không thứ 7, hai đạo cung mở ra càng lúc càng gần. Trong tiên giới tràn ngập không khí căng thẳng, nhất là tại Huyền Châu như gặp phải đại địch. Các đại quân bị kéo đi rèn luyện, khua chiêng gõ trống chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử sắp đến. Đại chiến ở hai đạo cung là cuộc chiến sinh tử tồn vong đối với Huyền Châu. Đột nhiên thiên địa chấn động, từng đợt đại đạo hiện ra ở các châu, rậm rạp chen chúc tụ hướng Huyền Châu. Đạo âm chấn động vang vọng trong thiên địa. Băng Liên Thánh Mẫu tuy mạnh thì nhưng kém hơn đạo quân chuyển thế một bậc rưỡi, dù nàng chứng đạo thiên quân cũng không đáng lo. Cùng một ngày này, tại Tiên Châu nơi Cản Nguyên Tiên Đế ở, cũng truyền ra chấn động kinh thiên động địa. Có người chứng đạo thiên quân, người này chính là Trọng Quang Thiên Quân. Trọng Quang Thiên Quân vốn ngang hàng với Cản Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân cùng đều là đệ tử của đế và tôn. Tiếc rằng Trọng Quang Thiên Quân đánh nhau với Ma Kha Thiên Quân rồi chết chung. Sau này đoạt xá của Tùng Nguyên trọng sinh tu tiên, hiện giờ hắn rốt cuộc cũng leo lên hàng thiên quân đẳng cấp. Băng Liên Thánh Mẫu Trọng Quang Thiên Quân mang đến rung động chưa kết thúc. Các châu của tiên giới, trong các đại giáo môn, từng tiếng chấn động truyền khắp nơi. Giáo chủ các đại giáo môn, các đạo quân chuyển thế gần 2500 năm lần lượt chứng đạo thiên quân. Mông Tốn Thái Tử, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân, mười mấy đạo quân chuyển thế đều chứng đạo thiên quân, rất là kinh khủng. Nhiều tướng sĩ Huyền Châu chưa kịp mừng đã bị tin tức này đả kích. Băng Liên Thánh Mẫu, Trọng Quang Thiên Quân, Mông Tốn Thái Tử là phe bọn họ, thế nhưng mấy người khác chứng đạo thiên quân toàn là kẻ địch. Trong kiếp số của Giang Nam, nếu thêm mười mấy thiên quân thì là lửa cháy đổ thêm dầu, cơ hội sống xa vời. Kiếp số càng đến gần, Giang Nam càng bình tĩnh, ung dung hơn, dường như chắc chắn sẽ độ kiếp thành công. Trong tầng hư không thứ 9, đột nhiên đất rung núi chuyển, một cột sáng khủng bố từ trên trời giáng xuống. Ầm 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 ầm. Cột sáng đánh thẳng vào giữa Tiên Đế Cung trong tầng hư không thứ 7, chấn cho Tiên Đế Cung nổi lên vô số mây tiên. Tiên quang chiếu khắp khắp nơi, chiếu rọi hàng vạn áng mây tiên. Lực lượng này gần như sánh bằng đạo quân trong trạng thái đỉnh cao nhất, dốc sức đánh ra một kích. Âm 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 âm. Lại là một cột sáng giáng xuống, cũng đánh vào Tiên Đế Cung. Lại cột sáng thứ 3, thứ 4, rồi thứ 5. 9 cột sáng liên tục giáng xuống, uy lực khủng bố làm cho người ta run rẩy sợ hãi. Từng cột sáng oanh kích, những nơi bị niêm phong trong Tiên Đế Cung dần rút đi sương mù. Cương vực vô tận hiện ra trong không trung. Tiên Đế Cung vốn bao la mênh mông, bây giờ sương mù tan biến, càng nhiều đất đai lộ ra, rộng rãi bao la hùng vĩ, dường như vô cùng vô tận vậy. Nhìn từ xa, Tiên Đế Cung núi non chập trùng, tiên điện đầy dẫy, nguy nga đồ sộ, bảo khố vô tận, châu quang vô số dâng lên từ tận cùng của đạo cung. Âm 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 âm. Tầng hư không thứ 9 đột nhiên lại giáng xuống một cột ánh sáng vào Tiên Tôn Cung. Tiên Tôn Cung chấn động, không ngừng khai sáng nhiều không gian hơn nữa. Từng cột sáng giáng xuống liên tục, 9 cột sáng tất cả, rốt cuộc đạo cung Tiên Tôn cũng bị mở ra. Các tồn tại cường đại trong tiên giới cùng nhìn hai đạo cung. Cương vực trong hai đạo cung bao la vô tận, không thấy sâu xa bao nhiêu, chỉ mơ hồ thấy trong Tiên Đế Cung là nơi tiên khí như long, tiên đạo như long. Loáng thoáng có thần thụ, đầu đội trời chân đạp đất đứng thẳng,
to lớn không gì sánh bằng. Tận cùng Tiên Tôn Cung mơ hồ có đóa sen xanh to lớn không gì sánh bằng. Tầng hư không thứ 7 tiên giới đã không còn, thay thế là hai đạo cung, là hai đạo cung bao phủ tầng hư không thứ 7. Lúc bấy giờ, Vạn Vật Đạo Tổ hít sâu nói: "Từ xưa đến nay, sát kiếp lớn nhất tiên giới cũng sắp bắt đầu rồi." Vạn Vật Đạo Tổ lấy kim quang chấn đạo đỉnh ra, lại lấy tiên thiên bất diệt linh quang cực kỳ đậm đặc. Linh quang biến thành tiên thiên pháp bảo, hình dạng kỳ lạ, giống búa lại giống quyền trượng. Pháp bảo này có chuôi dài, đỉnh có cái vòng như lưới, linh quang chi chít đan xen thành lưới. Còn Khổ Hạnh Thiên Tôn lúc bấy giờ đứng dậy, đi ra khỏi Sa Môn Đại Giáo, chống tiên thiên khổ trúc, cất bước đi hướng hai đạo cung. Hậu Tôn Đạo Quân sóng vai đi cùng Khổ Hạnh Thiên Tôn. Bên trong Hỗn Độn Thiên Quốc, linh nữ Đại Diễn Cổ Thần, La Ma Cổ Thần, Thiên Nguyên Thần Tổ, Ma Kha Thiên Quân cùng bay hướng hai đạo cung. Ma Kha Thiên Quân đi chậm một chút, lặng lẽ lấy Thất Thung Kỳ ra, cây cờ nhập vào thiên địa liền biến mất. Càn Nguyên Tiên Đế, Từ Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử, Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân cũng bay hướng hai đạo cung. Mấy giáo chủ, giáo môn của các giáo môn trong tiên giới đều bay lên thẳng hướng hai đạo cung. Cùng lúc đó, các tiên quân, tiên vương bay đi hai đạo cung, lại có cả đám đại quân, tiên nhân hành động, cờ bay dập trời, tiên thành, tiên phủ, tiên thuyền, tiên sơn chi chít. Tiên nhân nhiều vô số kể đứng ở trên đó, cùng kéo hướng của hai đạo cung. Cuộc chiến khí vận liên quan đến tương lai tiên giới, trận sát kiếp lớn nhất tiên giới từ xưa đến nay rốt cục cũng vén màn che. Tại tầng hư không thứ 7, các đạo quang tứ tung như ánh nắng, quần hùng chưa kịp chạy tới thì một luồng đạo uy bất diệt bắn lên cao. Tầng tầng lớp lớp sen năm màu nở rộ duỗi ra ngoài, xuất hiện trong Tiên Tôn Cung ngăn một góc tầng hư không thứ 7. Lần đầu tiên, tiên thiên pháp bảo này hoàn toàn bùng nổ uy lực. Tiên thiên bất diệt linh quang huyễn lệ lay động đương thời, từng đợt ánh sáng rực rỡ, kinh thiên động địa và chói mắt. Sau khi tiên thiên ngũ sắc liên xuất hiện, chợt vang tiếng đinh tai nhức óc, vô số long khí bắn lên cao, tụ thành cây cột giữa không trung, biến thành một cây kim long đại giản. Đây chính là tiên thiên kim long giản. Tiên thiên kim long giản bộc phát ra uy lực bất diệt, không thua kém gì tiên thiên ngũ sắc liên. Thế nhưng tiên thiên ngũ sắc liên chú trọng phòng ngự, còn tiên thiên kim long giản thì thiên về công kích, mạnh mẽ, cường mãnh và bá đạo. Tiên thiên kim long giản cũng định ra một góc tầng hư không thứ 7. Tiếp theo, một khung cửa từ dưới đất trổ lên, dưỡng dục tạo hóa, tràn ngập sự sống. Đây là tạo hóa chi môn, chủ trường tạo hóa, dưỡng dục vạn linh, là pháp bảo đế và tôn, bất không, dùng để sáng tạo vạn vật, chiếm một góc tầng hư không thứ 7. Tiếp theo là tiên thiên hỗn nguyên châu bay lên cao, ánh sáng chiếu rọi hỗn nguyên vô cực, cũng định một góc tầng hư không thứ 7. Vô số rễ cành, lá, tiên thiên linh căn bay múa, che dập trời, rậm rạp ôm tùm, định một góc tầng hư không thứ 7. Rồi lại có tiên thiên yểm ma đâm lên khỏi mặt đất, tựa như mộng ảo. Cây thương to lắc lư, hư thật, định một góc tầng hư không thứ 7. Có tiên thiên thần đang bay ra, tỏa ánh sáng như mặt trời, chiếu rọi, xua tan âm mưu tối tăm, định một góc tầng hư không thứ 7. Rồi tiên thiên ôn đế quan bay ra trấn áp tà ác, ôn dịch, mộ khí, tử khí, định một góc tầng hư không thứ 7. Tám tiên thiên pháp bảo đều ra định tám góc. Tuyệt thế đạo uy của đại đạo bất diệt nối lên một mảnh, phong tỏa tầng hư không thứ 7. Bên dưới tám pháp bảo hình thành tám cánh cửa. Mỗi một cửa có con đường riêng đi thông với hai đạo cung. Quần hùng hoảng sợ, lửa lòng bốc cháy, nổi lên nhiều ý nghĩ. Chẳng lẽ đế và tôn rộng rãi như vậy, định tặng tám tiên thiên pháp bảo cho người có duyên hay sao? Tiên thiên pháp bảo quý giá biết mấy, được một báu vật là có thể bình an độ qua tịch diệt kiếp, thậm chí sống xuyên qua suốt ba thời đại. Thời đại tiền sử biết bao nhiêu đạo quân khao khát mà không có tiên thiên pháp bảo. Bây giờ tầng hư không thứ 7 treo tám tiên thiên pháp bảo. Lại vang lên tiếng nổ điếc tai, tầng hư không thứ 7 rung lắc dữ dội. Nguyên tháp nhô lên từ mặt đất, xuất hiện gần đóa sen xanh. Nguyên đỉnh cũng hiện ra, xuất hiện gần thế giới thụ. Quần hùng càng rung động hơn, đột nhiên nghe tiếng chuông thật lớn. Nguyên trung trong hỗn độn thiên quốc tự động bay ra,
treo cao đằng trước hoa sen xanh, thế giới thụ cùng nguyên tháp và nguyên đỉnh hình thành hình tam giác. Quần hùng xôn xao, 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo đều xuất hiện. Nguyên Trung cũng không theo cổ thần hỗn độn thiên quốc điều khiển mà tự động bay vào tầng hư không thứ 7, biến thành vật vô chủ. Đây là cơ duyên lớn biết mấy. Hèn gì, khi chúng ta suy tính tầng hư không thứ 7 mở ra, sẽ có khí vận lớn dâng lên, tương lai trở thành chúa tể tiên giới. Nếu có được tiên thiên pháp bảo, chính là khí vận lớn rồi. Vậy không là chúa tể tiên giới tương lai thì là cái gì đấy? Quần hùng tăng tốc độ bay, bay nhanh đến tầng hư không thứ 7. Tại Huyền Châu, đại quân mấy trăm vạn tiên nhân yên lặng tập thể chờ xuất phát. Giang Nam nhìn Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Bỉ Ngạn nương nương, Tế Đô ma tổ, La Hầu La ma tổ. Giang Nam mở miệng nói: "Bây giờ ta chia đại quân Huyền Châu làm 6 phần, 5 người, mỗi người tự dẫn một đại quân. Mỗi một đại quân có 200 đẳng cấp tiên vương. Mấy hôm nay ta luyện 4 trận đồ, nay ban cho các ngươi. Tế Đô, người có hỗn độn tam thiên sát đạo đồ, không cần ban trận đồ." Giang Nam lấy 4 cuộn trận đồ ra. Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Bỉ Ngạn nương nương, La Hầu La tiến lên, Giang Nam phân phát cho bọn họ. Hồng đạo nhân giở trận đồ ra sừng sốt. Hồng đạo nhân vội giơ trận đồ, nó xẹt qua không trung rồi biến mất, chỉ còn lại một tòa bảo tháp 33 trọng thiên là hình dạng của nguyên tháp. Tòa nguyên tháp có mấy trăm vạn điểm tụm lực lượng, tiên nhân có thể đứng trong mấy điểm đó, tự do phát huy thần thông của mình, vận chuyển pháp bảo để pháp lực và lực lượng liên kết cùng với người khác. Cộng thêm chư tiên phòng ngự trải dài nguyên tòa tháp, trận thế liên tục thay đổi. Tầng thứ nhất không giết được đối thủ thì tầng thứ hai lên, tầng thứ hai không đánh chết được thì đưa lên tầng thứ ba. Cứ thế tính đến tầng cao nhất chủ trận thì ngừng. Đây là đại trận siêu khổng lồ. Đại trận nguyên tháp chắc Giang Nam phòng chế dựa theo nguyên tháp gốc, sao chấp hình dạng tiên tiên pháp bảo, nguyên tháp thành đại trận. Các tiên nhân hợp sức thành trận thế, đủ phát huy uy lực siêu cường đại. Đương nhiên phòng chế vật phẩm đẳng cấp nhân tộc. Quan trọng nhất là nguyên tháp đẳng cấp thiên quân này có thể kích phát uy lực đến trạng thái lớn nhất, không cần cường giả thiên quân khởi động. Mấy tiên nhân đủ vận dụng đại trận, điều này rất tuyệt vời. Tiên nhân, chân tiên bình thường, thậm chí tiên vương đều khó đứng trong tầng hư không thứ 7, phát huy ra lực lượng có hạn, không thể ảnh hưởng cuộc chiến. Dù sao, tung hoành tầng hư không thứ 7 toàn là cường giả thiên quân, đa số là đạo quân tiền sử. Dù là tiên quân ở trong tầng hư không thứ 7 là việc rất nguy hiểm. Có trận độ này, tiên nhân, chân tiên bình thường có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ, nghiền nát tiên quân, uy hiếp được thiên quân. Quân đạo nhân thế vậy cũng mở trận đồ của mình ra. Trận đồ không phải là nguyên đỉnh, thế nhưng cũng có nhiều tụ điểm lực lượng. La Hầu La mở trận đồ của mình, quyền trận đồ biến thành nguyên trung, lòng nhẹ nhõm. La Hầu La thầm nghĩ: "Giáo chủ tặng trận đồ cho ta không phải loại yếu nhất trong 4 người." Bỉ Ngạn nương nương lấy trận đồ của mình ra. Đó là một con rồng to, giống y như con rồng hoang dã ở Huyền Châu, to lớn đáng sợ. Vận dụng trận đồ này sẽ biến thành đại trận hình dạng con rồng to. 4 người cất đi trận đồ, dẫn dắt đại quân tiên nhân của mình. Đại quân thứ 6 là Đại La Thiên Quân, Tịch Cứng Tình, Đạo Vương, Tinh Quang, Giang Tuyết, Thiên Vi, Lạc Hoa Âm, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, Linh Lung Tiên Quân. Các cường giả mạnh nhất Huyền Châu đều ở trong Đại La Thiên Quân. Thống lĩnh đại quân toàn là đẳng cấp tiên quân. Đại La Thiên Quân không tham chiến, hãy phối hợp với 5 đại trận là được, nhờ quân sư điều khiển đại quân này. Giang Nam nhìn quét xung quanh, phất tay nói: "Đại quân mau hành động." Âm 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 âm, Huyền Châu rung lắc dữ dội. Các tiên sơn, tiên thiên tiên vực, ao tiên, tiên thành, tiên phủ, tiên thuyền bay lên cao, hướng tầng hư không thứ 7. Mang theo tiên thiên tiên vực là vì rất nhiều tiên nhân ký thác đạo quả ôn dưỡng trong tiên thiên tiên vực có thể nhanh chóng hồi sinh lại mà tham gia chiến đấu. Không chỉ như thế, tiên thiên tiên vực là một pháp bảo có uy lực cực mạnh, là một đại trận thể tập hơn phòng ngự và công kích. Tiên thiên tiên vực vừa là pháp bảo công kích, vừa là đại trận phòng ngự. Uy lực tiên thiên tiên vực hoàn chỉnh ngang ngửa với thiên quân, là vũ khí cực mạnh.
Ở phương xa, đại quân các đại giáo cũng đã hành động. Tiên nhân các giáo môn điều khiển các loại pháp bảo, tiên thuyền, tiên phủ, tiên vực, ao tiên và trận đồ của mình. Giờ phút này, trên bầu trời tiên giới, bóng dáng tiên nhân dập trời, che lấp trời trăng sao sáng. Cảnh tượng đồ sộ làm cho người ta phải kinh thán, khó quên. Huyền Châu bây giờ đã trống không, còn sót lại vài tiên nhân giả yếu. Các tiên châu khác cũng trống rỗng, toàn bộ sức chiến đấu đổ vào tầng hư không thứ 7, tranh giành khí vận tương lai cho mình. Hiện tại chiến đấu còn chưa bắt đầu, mũi như người thấy mùi máu tanh nồng nặc vậy. Chưa đến tầng hư không thứ 7 thì các trận chiến đã bùng nổ. Vô số tiên đạo thần thông tràn ngập khung trời, các pháp bảo bộc phát uy lực. Tiên nhân quy mô trăm vạn tranh đấu liều chết. Giờ phút này, máu nhuộm đỏ bầu trời, các xác chết rơi như mưa xuống đất. Sát kiếp lớn nhất của tiên giới từ xưa đến nay cũng bắt đầu. Năm đạo tổ của Huyền Châu dẫn năm đại quân lao vào tầng hư không thứ 7. Đại La Tiên Quân ở sau lưng phối hợp tác chiến. Năm đại quân tách ra, La Hầu La dẫn quân mình chạy hướng Tiên Thiên Ô Niết Quan, dùng đạo uy mở cửa chạy vào trong. Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân bị Ngạn Nương Nương kế đô ma tổ thì đi cánh cửa khác. Đại La Tiên Quân xông vào cánh cửa khác. Giang Nam nhìn Băng Liên Thánh Mẫu cười hỏi: "Đạo hữu đi cửa nào đấy?" Băng Liên Thánh Mẫu đã thành tựu thiên quân, bây giờ nàng không thua gì mấy đạo quân chuyển thế. Băng Liên Thánh Mẫu trả lời: "Giáo chủ, ta đi cùng ngươi, nếu ngươi gặp kiếp số gì, ta ít nhiều sẽ hỗ trợ ngươi." Giang Nam lắc đầu nói: "Kiếp số của ta quá mạnh, đạo hữu mới trở thành thiên quân, không thể phân ưu cho ta được." Băng Liên Thánh Mẫu nảy người bay nhanh cười duyên nói: "Cũng được, người ta sợ đi theo ngươi sẽ bị đánh hội đồng thôi." Giang Nam câm nín nhìn Băng Liên Thánh Mẫu đi vào một cánh cửa, theo Bỉ Ngạn Nương Nương dẫn đại quân vào tàu hóa chi môn. Giang Nam thầm nghĩ: Bỉ Ngạn Nương Nương là khâu yếu nhất, có Băng Liên Thánh Mẫu đi chung cũng bù đắp lại. Giang Nam nhìn Vạn Chú Đạo Quân đứng ở gần đó cười hỏi: "Vạn Chú Đạo Hữu vẫn chưa đi vào sao?" Vạn Chú Đạo Quân do dự nói: "Thái sư, lúc trước chúng ta đã nói rồi, chờ ta giúp ngươi lần này, rồi dù ngươi sống hay chết đi, Vạn Chú Thiên Trung và Chú Đạo Thiên Đàn sẽ thuộc quyền sở hữu của ta, thái sư không thể đổi ý được." Giang Nam cười nói: "Ta là loại người hẹp hòi như vậy sao? Ta đưa Chú Đạo Thiên Đàn cho đạo hữu trước, trận chiến này qua đi sẽ trả Vạn Chú Thiên Trung luôn, tuyệt đối không nuốt lời." Vạn Chú Đạo Quân cắn răng cất bước đi vào trong một cánh cửa. Giang Nam nhìn hướng cánh cửa đó, cảm giác tim đập chân run. Sát kiếp lớn nhất kéo đến, dường như Giang Nam đi vào trong đó sẽ khó tự bảo vệ mình. Giang Nam nhấc chân đi hướng cánh cửa Tiên Thiên Ô Niết Quan. Hắn hít sâu, mắt bắn ra sát khí: "Ta muốn xem thiên của tiên giới định diệt ta như thế nào." Muốn vào hai đạo cung tầng hư không thứ 7 trước hết phải đi qua cánh cửa do các tiên thiên pháp bảo hình thành. Những cánh cửa này đi thông với trung tâm hai đạo cung, mọi người không biết trên đường sẽ gặp cái gì, gặp thứ gì, chỉ có thể lần mò. Đế và Tôn để lại cái gì trong hai đạo cung đây, không ai biết được. Rất nhiều cường giả trực giác, nếu bắt lấy cơ duyên trước giờ chưa từng có này, sẽ trở thành chúa tể tiên giới tương lai. Người ta trở thành chúa tể thì mình sẽ là cá nằm trên thớt. Đây là điều tất cả tồn tại không chấp nhận được, nên lần này sẽ là cuộc tranh đấu trước giờ chưa từng có. Giang Nam đi vào cánh cửa Tiên Thiên Ô Niết Quan, phát ra đạo uy bất diệt hình thành cánh cửa. Cảm giác tim đập chân run, kiếp số đến gần càng mãnh liệt hơn. Giang Nam đi sâu vào, cảm giác cũng đậm dần. Trong cánh cửa Tiên Thiên Ô Niết Quan có khá nhiều cường giả đi vào, có nhiều đạo quân tiền sử. Giang Nam mới bước vào trong không lâu, chợt thấy trăm vạn đại quân tiên nhân đứng trên một quyển trận đồ bay tới. Chính giữa có một tòa đại điện, các trưởng lão hộ pháp của Thái Nhất Thần Giáo đứng hai bên Thái Nhất Thiên Quân. Thái Nhất Thiên Quân uy nghiêm như đế, nhiều giáo chúng vận chuyển trận đồ bay vào cánh cửa. Thái Nhất Thần Giáo mới vào cửa thì trăm vạn đại quân tiên nhân khác cũng bay tới. Thánh Ma Thiên Tôn dẫn trăm vạn giáo chúng Ma Môn Đại Giáo xuyên qua cánh cửa. Nhiều thiên quân khác, dân bản xứ tiên giới hay đạo quân chuyển thế, hỗn độn cổ thần
đều dẫn theo giáo đồ, giáo chúng của mình đi qua một cánh cửa. Không lâu sau, tiên giới trống rỗng, tồn tại đẳng cấp tuyệt đỉnh đều ùa vào tầng hư không thứ 7, đi vào các cánh cửa tranh giành cơ duyên. Tiên giới đã trống rỗng, hỗn độn thiên quốc cũng vậy. Hơn 10 ngày sau, đột nhiên có huyết vụ vô tận tuôn ra từ dưới lòng đất. Các con mắt xanh biếc mở ra, sâu trong huyết vụ phát ra thanh âm. Các ngươi nghĩ đi vào hai đạo cung là ta không ăn các ngươi được hay sao? Ngược lại, nơi hỗn loạn thì huyết tổ ta như cá vào chỗ nước vậy. Huyết vụ rút về, một con đỉa khổng lồ mấp máy trong không trung biến thành một đạo nhân hình dạng kỳ lạ, lúc mập lúc gầy, khuôn mặt không có mắt, tai, mũi, chỉ có cái miệng tròn, trong miệng đầy răng nanh. Sau lưng người đó mọc đầy tròng mắt, lắc người chui vào cánh cửa. Ăn, ta sẽ ăn hết các ngươi, ăn hết các ngươi. Vô Cực Thiên Tôn cũng đi xuống tầng hư không thứ 9, nhưng gã không vào tầng hư không thứ 7 mà đến vô nhân cấm khu. Các tồn tại xa xưa thức tỉnh đi ra đón chào. Đám người Thiên Hy Thánh Nhân khom lưng cung kính nói: Đại Thiên Tôn, có gì chỉ bảo? Vô Cực Thiên Tôn cười nói: Các vị đạo hữu đừng khách sáo như vậy, Cự Linh đạo quân ở đâu? Ta muốn mang hắn đi. Đám người Thiên Hy, Viên Thái, Chức Mẫu nhìn nhau, Tương Khang nổi can đảm nói: Bẩm Đại Thiên Tôn, chúng ta đã hứa với Huyền Thiên Giáo Chủ là kiềm chế Cự Linh đạo quân, không cho hắn đối địch với Huyền Thiên Giáo Chủ. Nếu Đại Thiên Tôn mang Cự Linh đạo quân đi thì... Biểu tình Vô Cực Thiên Tôn lạnh nhạt nói: Hay các vị đạo hữu muốn đối địch với ta sao? Viên Thái lão đạo vội nói: Không dám, không dám. Mấy đạo quân thảo luận một phen, mời Cự Linh đạo quân đến. Bây giờ Cự Linh đạo quân đã tu thành thiên quân, nhưng bị đám đạo quân tiền sử trông chừng, không thể rời đi kiếm răng nam gây chuyện. Cự Linh đạo quân thấy Vô Cực Thiên Tôn đến tìm hắn thì rất ngạc nhiên. Vô Cực Thiên Tôn nhìn Cự Linh đạo quân nghiêm túc hỏi: Cự Linh, người có đồng ý bái ta làm sư phụ không? Ta chuyển cách pháp thân đạo quả hợp nhất lại cho ngươi, để ngươi tiến bộ thêm được một bước. Cự Linh đạo quân mừng rỡ, thân thể kiếp trước của Cự Linh đạo quân tu luyện đến đẳng cấp gần tiên thiên pháp bảo, chỉ kém một bước là luyện thành tiên thiên pháp bảo. Tiếc rằng Cự Linh đạo quân chỉ luyện thân đạo quả ba cái hợp nhất, thiếu một khâu nên thất bại trong gang tấc. Giờ đây nghe Vô Cực Thiên Tôn nói muốn nhận làm đệ tử, dạy cách pháp thân đạo quả hợp nhất lại, hỏi sao Cự Linh đạo quân không mừng cho được. Cự Linh đạo quân vội bái lễ đệ tử, cung kính nói: Đệ tử Cự Linh bái kiến sư tôn. Vô Cực Thiên Tôn gật đầu khá là vừa lòng. Vô Cực Thiên Tôn vươn tay chỉ dạy cảm ngộ pháp thân đạo quả hợp nhất của mình cho Cự Linh đạo quân không chút giữ lại. Vô Cực Thiên Tôn nói: Kiếp số của Huyền Thiên Giáo Chủ đã đến rồi, người hãy đi hai đạo cung tìm kiếm cơ duyên, tu luyện pháp thân đạo quả hợp nhất lại. Chờ kiếp số của Huyền Thiên đến, ta gọi ngươi ra tay thì hãy làm theo, kết thúc nhân quả ân oán với Huyền Thiên Giáo Chủ. Cự Linh đạo quân hành lễ: Xin tuân lệnh sư phụ. Cự Linh đạo quân đứng dậy bay đi tám cánh cửa trong tầng hư không thứ 7. Lại nói lúc bấy giờ, trong cánh cửa tiên thiên ôn đế quan, Giang Nam đột nhiên cảm giác nguy hiểm cực mạnh ập đến, lòng máy động. Các cánh hoa hiện ra quanh thân Giang Nam, năm màu hoa nở. Giang Nam sử dụng đại thần thông tiên thiên ngũ sắc liên. Thần thông tiên thiên ngũ sắc liên vừa bao phủ quanh người Giang Nam, chợt có đạo uy bất diệt oanh kích, mạnh mẽ nghiền ép tiên thiên ngũ sắc liên. Lực lượng luyện hóa khủng bố cho Giang Nam cảm giác như một quan tài sắp hút hắn vào trong, luyện hóa hắn thành nước ngủ vậy. Là tiên thiên ôn đế quan đang công kích ta? Không, không đúng. Trừ tiên thiên ôn đế quan ra, còn chân lẫn pháp lực của hỗn độn ôn đế, là hỗn độn ôn đế thừa dịp ra tay. Giang Nam cảm giác hơi thở tịch diệt ôn dịch mục nát xen lẫn trong đó. Hỗn độn ôn đế từng tu luyện đại đạo tịch diệt. Vị đại đế hỗn độn cổ thần thứ nhất này từng là thuộc hạ thần tử dưới tay tịch diệt đạo nhân, nên được truyền dạy đại đạo tịch diệt. Hỗn Nguyên Châu hiện, xen nam sắc nở, kim long giản ra,
Linh căn che chở. Giang Nam lắc người, xung quanh đầy rẫy đại thần thông, tiên thiên pháp bảo không ngừng biến đổi tuôn ra, đối kháng với đạo uy bất diệt kinh khủng kia. Thần thông tiên thiên ôn đế quan cũng bị Giang Nam thi triển. Ở xa thật xa, tiên thiên ôn đế quan dựng đứng trên một ngọn núi, quan tài đứng thẳng khẽ rung, đánh ra năng lượng hủy thiên diệt địa. Tiên thiên pháp bảo này không oanh kích một mình Giang Nam, mà nhằm vào tất cả tồn tại đi vào con đường này. Đại quân La Hầu La dẫn dắt các cường giả khác xông vào cánh cửa, nhưng Giang Nam liếc mắt qua thấy ngay công kích nhằm vào người khác không mạnh, chỉ có đạo uy bất diệt tấn công Giang Nam mới là mạnh nhất, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Chắc tại Giang Nam tu luyện thần đạo không phải tiên đạo, nên tiên thiên ôn đế quan cho rằng hắn là kẻ thù phải xóa sổ. Những người khác được pháp bảo cho rằng là một phần của tiên đạo, nên năng lượng oanh kích bọn họ chỉ là thử thách. Giang Nam cười to nói: dựa vào một tiên thiên ôn đế quan mà muốn diệt ta sao? Giang Nam lắc người, càng nhiều đại thần thông tiên thiên pháp bảo bay ra, các loại dị tượng tiên thiên pháp bảo bay quanh người Giang Nam, không ngừng đối kháng với đạo uy bất diệt. Lực lượng ôn dịch cũng không thể coi thường, hơi va chạm với hỗn độn đạo quân này một chút là Giang Nam cảm giác được ngay hỗn độn ôn đế không tầm thường. Hỗn độn ôn đế ôn dịch thiên hạ, sơ sẩy một cái là đại đạo sẽ dính ôn dịch biến thành bọt nước, cơ thể dính một chút sẽ thành nước mủ. Giang Nam giơ một chân giẫm mạnh, nguyên thủy đại la thiên hiện ra bảo vệ quanh thân. Trong đại la thiên treo cao các loại dị bảo, uy lực của tiên thiên ôn đế quan, thần thông hỗn độn ôn đế đánh tới đối kháng với nguyên thủy đại la thiên. Hai bên tiêu trừ sức mạnh. Vì đối phó đòn công kích, Giang Nam dùng hết thủ đoạn nhưng vẫn không thể xóa bỏ công kích này. Nguyên thủy đại la thiên của Giang Nam liên tục bị đánh nát rồi lại tái tạo, sinh sinh diệt diệt, lặp lại tuần hoàn, cuối cùng chặn lại công kích. Thân thể Giang Nam chưa từng bị thương. Ôn đế. Tư duy của Giang Nam lao ra pha chạm nhẹ với thần thông hỗn độn ôn đế. Hắn cảm ứng được hỗn độn ôn đế hai bên giao lưu. Giang Nam trầm giọng nói: ngươi và ta không thủ không oán, ngược lại ngươi bị nhốt trong tiên thiên ôn đế quan, mà ta cần đối phó với tiên thiên pháp bảo. Nếu ngươi thu thần thông, hai ta hợp tác với nhau, ta có thể giúp ngươi rời khỏi tiên thiên ôn đế quan. Còn nếu ngươi cứ làm bậy, ta e rằng đại kiếp nạn ngay trước mắt ngươi, chết không có chỗ chôn. Tư duy của hỗn độn ôn đế xen lẫn trong thần thông bộc phát, cười to nói: bất không, ta quen thuộc hơi thở của ngươi. Ngươi là bất không chuyển thế, đừng hòng lừa ta. Ta thông qua tiên thiên ôn đế quan cảm ứng được kiếp số của ngươi sắp đến. Thiên địa không dung, lần này chết chắc rồi. Còn ta thì sắp thoát khốn, tiêu dao tự tại. Giang Nam dùng tư duy tấn công lại. Ôn đế, ta đã nói là ta không phải bất không đạo nhân, thế nhưng ngươi không tin. Ta tốt bụng muốn giúp ngươi thoát khốn, ngươi lại muốn hại ta. Thôi được, ngày ngươi thoát khốn sẽ là lúc ngươi thân tử đạo tiêu, thành cho bụi. Giang Nam thu về tư duy, dốc sức đối kháng với tiên thiên ôn đế quan công kích. Nguyên thủy đại đạo bay ra, bắt giữ đạo uy bất diệt của tiên thiên ôn đế quan, hút đại đạo tiên thiên bất diệt, đại đạo ôn dịch trong thần thông của hỗn độn ôn đế. Thật lâu sau, Giang Nam hấp thu hết toàn công kích, hơi thở tăng vọt, cất bước tiến lên. Âm 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 âm. Giang Nam chưa đi ra được mấy bước thì tiên thiên ôn đế quan lại bộc phát, uy lực khủng bố, cường đại hơn tới gần. Tư duy của hỗn độn ôn đế dọc theo công kích tiến đến, cười to nói: bất không, uy lực tiên thiên ôn đế quan lần sau khủng bố hơn lần trước. Ta thi triển thần thông càng mạnh hơn, người có thể chống đỡ được bao lâu đây? Giang Nam hừ lạnh một tiếng, ung dung nói: ôn đế, chắc ngươi không biết chút nữa ta giết ngươi như thế nào đâu. Hỗn độn ôn đế cười phá lên: bất không, chẳng ngờ sau khi chuyển thế ngươi thành kẻ mồm mép như vậy. Hỗn độn ôn đế đắc ý nói: ngươi càng tu luyện càng kém, lần này thoát khốn rồi, ta sẽ giết ngươi, huyết tẩy hỗn độn thiên quốc của ngươi, giết hết thuộc hạ của ngươi, trở về hỗn độn cổ thần thịnh thế. Giang Nam không rảnh cãi nhau với hỗn độn ôn đế, hắn tiếp tục hấp thu đại đạo
tiên thiên bất diệt trong tiên thiên ôn đế quan, mượn cơ hội này hoàn thiện thần thông ôn đế quan. Giang Nam cứng rắn đỡ vài đòn công kích từ tiên thiên ôn đế quan, hỗn độn ôn đế. Hắn nhìn phương xa, đó là cái gì vậy? Bên dưới tiên thiên ôn đế quan có một bình ngọc cao cỡ một người đứng thẳng, hà quang bắn ra từ miệng bình thẳng đâm vào mây, chứa đạo uy bất diệt. Trong tiên thiên ôn đế quan liên tục tuôn ra đại đạo tiên thiên bất diệt, thành mấy giọt máu rơi vào ao ngọc. Óc của Giang Nam lóe tia sáng. Đại đạo tiên thiên bất diệt biến thành đạo dịch sao? Đại đạo tiên thiên bất diệt chiết xuất thành đạo dịch. Thứ này làm cho tim Giang Nam đập nhanh. Tuy cái tên tiên thiên ôn đế quan không hay ho, chứa ẩn ý gì đó, thế nhưng tiên thiên pháp bảo này là pháp bảo chấn tà, chấn áp hết thảy tà mị, tai họa, luyện hóa tất cả tà ác. Hỗn độn ôn đế là loại tà ác cường đại biết mấy, rơi vào trong quan tài bị chấn áp gắt gao không trốn ra được. Đại đạo tiên thiên ôn đế quan biến thành đạo dịch tuyệt đối là bảo dịch chí cao vô thượng, nếu như hấp thu luyện hóa nó thì ích lợi không thể đo lường. Quan trọng nhất là trong đó chứa đại đạo tiên thiên bất diệt. Giang Nam hay các cường giả thiên quân khác chỉ hiểu biết sơ về đế và tôn bất không. Nếu hấp thu luyện hóa xuất thế tiên thiên ôn đế quan, sẽ trợ giúp lĩnh ngộ ra tinh diệu tinh túy đại đạo tiên thiên bất diệt, mà tịch diệt kiếp cũng không thể xóa bỏ. Giang Nam vọt lên trước, tiên thiên ôn đế quan lại phát ra chấn động kinh thiên động địa mà công kích hắn. Giang Nam nhíu mày, buộc phải dừng bước lại đỡ đòn công kích này. Đột nhiên trên đầu Giang Nam xuất hiện một cái ấn to đập xuống. Ấn to chứa đế uy cái thế, như tượng trưng đế quyền thống lĩnh của chư tiên. Tiên ấn rộng xuống, các đại đạo tiên giới tập trung vào ấn, dùng quyền lực mạnh mẽ chu sát đối thủ. Tim Giang Nam rất kế bịch. Đế tôn ấn sao? Là thái nhất thiên quân ư? Trước có tiên thiên ôn đế quan công kích, sau có thái nhất thiên quân, bên trên có đế tôn ấn đánh xuống, Giang Nam rơi vào vòng vây. Giang Nam gầm giống, dốc hết sức ra. Nguyên thủy chi khí bay ra khỏi đỉnh đầu, biến thành nguyên thủy đại la thiên, nâng lên trên đỡ đế tôn ấn. Giang Nam lắc người, biến thành 800 cái đầu, 3000 cánh tay, đỡ oanh kích của tiên thiên ôn đế quan. Giang Nam hành động rất là mạnh mẽ, như muốn đánh sập thiên địa vậy. Thái nhất thiên quân cười to nói: Huyền thiên giáo chủ quả nhiên không giống với người tầm thường, đỡ được uy lực của chí bảo tiên đạo như đế tôn ấn này. Trận đồ lơ lửng trên không trung, thái nhất thiên quân và trăm vạn tiên nhân thái nhất thần giáo xẹt qua không trung lao hướng Giang Nam. Thái nhất thiên quân ngồi trong đại điện trên trận đồ, hợp sức với trăm vạn đại quân. Cao thủ thái nhất thần giáo vận chuyển đế tôn ấn đập mạnh xuống. Thái nhất thiên quân cười nói: Huyền thiên giáo chủ, đạo dịch tiên thiên ôn đế quan không phải thứ ngươi chiếm được đâu. Giang Nam dốc sức đối kháng với tiên thiên ôn đế quan, đế tôn ấn bị chấn cho người run run. Cơ thể Giang Nam cường đại không gì sánh được, thế nhưng pháp lực của hắn không bằng thái nhất thiên quân hợp sức với trăm vạn đại quân tiên nhân thái nhất thần giáo. Cộng thêm tiên thiên ôn đế quan công kích làm cho hắn bị động nhốt tại chỗ, hành động rất là khó khăn. Đám người thái nhất thiên quân vội vã chạy đến chỗ tiên thiên ôn đế quan thu đạo dịch, không rảnh xử Giang Nam. Bọn họ chỉ từ xa vận chuyển đế tôn ấn đánh xuống. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm. Trăm vạn đại quân mới lướt qua Giang Nam thì đột nhiên ma khí ngút trời. Thánh ma thiên tôn dẫn trăm vạn ma tiên, ma môn đại giáo đến. Thánh ma thiên tôn thấy Giang Nam mắt lóe tia sáng, thế nhưng không bao vây hắn mà lấy quạt ba tiêu ra giơ giữa trời. Thánh ma thiên tôn cười khẩy nói: Giáo chủ, người hãy nhảy nhót thêm một lúc nữa đi, lát nữa ngu huynh rảnh sẽ đến chăm sóc ngươi. Quạt ba tiêu bay lên, gió mạnh thổi quạt hướng Giang Nam. Gió như ức vạn đao kiếm chém tới, Giang Nam càng vất vả hơn, nửa bước cũng khó đi. Huyền thiên giáo chủ, người cũng có ngày hôm nay sao? Một đội đại quân hỗn độn cổ thần xông thẳng tới. Các hỗn độn cổ thần thân hình vạm vỡ, La Ma cổ thần dẫn đầu đội. Từ xa trông thấy Giang Nam, La Ma cổ thần mừng rỡ ra lệnh cho ba quân bày trận. Các trận kỳ bay ra xếp thành trận, để lại sát trận bao vây quanh người Giang Nam. La Ma cổ thần kéo đại quân lao hướng tiên thiên ôn đế quan.
dùng La Ma vô lượng sát trận của ta để nhốt ngươi. Tuy không lấy mạng ngươi được, thế nhưng có thể làm cho ngươi mất một nửa cái mạng rồi. Chờ ta hàng phục Tiên Thiên Ôn Đế Quan xong, rồi lại đến lấy mạng của ngươi vậy. Giang Nam hử mạnh, ba cường giả cùng công kích, cộng thêm Tiên Thiên Ôn Đế Quan tấn công, hắn dần không đỡ nổi. Đinh một tiếng, tiếng chuông trong trẻo lạnh lót vang lên. Giang Nam vận chuyển vạn chú thiên trung, chuông to bay ra, càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc to mấy ngàn dặm. Giang Nam vỗ mạnh, chuông gióng lên, thiên địa rung lắc dữ dội, các lá cửa to bị chấn ra khỏi hư không, lần lượt mà nổ nát. Tiếng chuông vang phá sạch vô lượng sát trận do La Ma cổ thần để lại. Vù 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 vù. Giang Nam ném vạn chú thiên trung đập vào đế tôn ấn, cái ấn to bị đánh bay như sao băng ra xa. Quạt ba tiêu quạt mạnh, Giang Nam đứng yên bất động. Gió lốc thổi, ức vạn đao kiếm vô hình cắt vào người, thế nhưng không tổn thương Giang Nam chút nào. Vạn chú thiên trung quay về đánh vào quạt ba tiêu, quạt báo bị đụng giảm bớt đưa lực, nó biến thành luồng sáng bay nhanh trốn đi. Âm 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 âm. Giang Nam cũng vọt lên, 800 cái đầu quát lớn, 3000 bàn tay giơ cao đẩy tới trước, đánh nát công kích Tiên Thiên Ôn Đế Quan. Giang Nam giống như quả cầu to mọc đầy tay, đánh vào đại quân La Ma cổ thần cách xa mấy ngàn dặm. La Ma cổ thần cảm ứng vô lượng sát trận bị phá, biết hỏng chuyện liền quát lớn. Nguy rồi. Đại quân cổ thần của Hỗn Độn Thiên Quốc bày trận thế, vô số cờ bay phấp phới, nơi đại quân ở biến thành không gian hồng bông hỗn độn, chẳng những tự nhiên tuôn ra. Trong đại trận, đại đạo hợp thành một, biến ra Hỗn Độn Cự Long, Hỗn Độn Thải Phượng. La Ma cổ thần lắc người, biến ra to lớn, cao ngàn vạn dặm, đầu đội trời, chân đạp Hỗn Độn Thải Phượng, Hỗn Độn Cự Long quấn quanh người. La Ma cổ thần nghênh chiến Giang Nam lao tới. La Ma cổ thần ngưng tụ đại đạo, tất cả tướng sĩ Hỗn Độn Thiên Quốc vào người, khí thế dưới chân tăng vọt hơn trước kia. Còn Giang Nam hóa thành 800 đầu, 3000 cánh tay, phất lờ lợi hại tăng khí thế, một đường nghiền áp xông lên. Giang Nam quát lớn. Mười. Âm 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 âm. Giang Nam và La Ma cổ thần, đại quân cổ thần va chạm. La Ma cổ thần gầm giống, cự long quấn quanh người, chân đạp cự phượng. Lực lượng long phượng nhập vào người La Ma cổ thần, đánh hướng Giang Nam. Ngay sau đó, cự long đứt gãy, thải phượng thành bùn, đại trận cổ thần tan tác. Giang Nam lao vào đại trận, mới một cú va chạm, La Ma cổ thần hộc máu bay lên cao, rất cái bịch xuống đất. Giang Nam cắt đại quân cổ thần thành hai nửa, hắn chân qua đại quân. Giang Nam lại quát. Chín. La Ma cổ thần đụng nứt mặt đất, nhảy dựng lên, hộc máu nhìn bóng lưng Giang Nam chạy ra. Trong khoảnh khắc, Giang Nam xông tới đằng sau Thánh Ma Thiên Tôn, Ma Môn Đại Giáo. Giang Nam quát lớn. Tám. La Ma cổ thần ngạc nhiên nhỏ giọng nói. Mười, chín, tám, ý là sao đấy? Một tiếng nổ vang lên điếc tai, Thánh Ma Thiên Tôn mới va chạm với Giang Nam đã bị thương nặng, hộc máu thụt lùi. Trăm vạn Ma Tiên Ma Môn Đại Giáo bị Giang Nam xông phá. Có Ma Tiên bị đụng tan xương nát thịt, có người bị gió lốc từ người hắn thổi bay lên cao. Bảy. Sáu. Chữ sáu mới thốt ra, Giang Nam đã xông đến đằng sau Thái Nhất Thần Giáo. Thái Nhất Thiên Quân, Thái Nhất Thần Giáo vận chuyển đế tôn ấn, một ấn đè sụp chư thiên, đại đạo vòng quanh nghiền áp chặn Giang Nam lại. Vạn chú thiên trung bay tới đỡ đế tôn ấn, Giang Nam một hơi xông vào. Thái Nhất Thiên Quân cũng tự mình lao ra, hắn vỗ đầu một cái, hai phân thân đứng trong khánh vân trên đầu gã. Thái Nhất Thiên Quân vận chuyển nguyên tháp nguyên đỉnh mô phỏng mà công kích Giang Nam. Giang Nam hét lớn. Năm. Giang Nam đụng độ với ba Thái Nhất Thiên Quân, đột nhiên 800 cái đầu há mồm phun, tịch diệt thiên hỏa đầy trời, nung nóng nguyên tháp nguyên đỉnh mô phỏng, hoàn nguyên thành trụ hoang thần thạch. Xẹt 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 xẹt. 3000 cánh tay vung biến thành 3000 tiên thiên kim long giản bắn tới trước. Hai phân thân Thái Nhất Thiên Quân bị nghiền nát, gã giật nảy mình vội triệu hồi đế tôn ấn bảo vệ quanh thân, ngăn lại 3000 tiên thiên kim long nghiền ép. Vạn chú thiên trung đụng vào đế tôn ấn, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đế tôn ấn lắc lư, phòng ngự có sơ hở.
Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn. 3.000 cánh tay giơ lên biến thành Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn. 3.000 trường ấn chồng lên nhau, chỉ còn lại một ấn pháp đẩy hướng Thái Nhất Thiên Quân. Biểu tình Thái Nhất Thiên Quân nghiêm túc chưa từng có. Gã chậm rãi giơ hai tay lên. Thái Nhất Thiên Quân một trường âm, một trường dương, hai trường giao hòa, âm dương hòa hợp, bộc phát uy lực vô tận. Vô số chấn động dữ dội, Thái Nhất Thiên Quân khẽ rên, lảo đảo thụt lùi. Giang Nam không giật theo, hắn lao nhanh tới trước. 4 3. Giang Nam xông lên tòa Thánh Sơn, nơi có Tiên Thiên Ôn Đế Quan. Đằng trước là đại quân Huyền Châu, La Hầu La dẫn dắt, đã bày trận thế Nguyên Trung đại trận, như có trung to kiềm chế Thánh Sơn. La Hầu La chạy lên đỉnh núi, lấy hai hỗn độn tiên kiếm ra, phá vỡ uy lực vô tận toát ra từ Tiên Thiên Ôn Đế Quan. Hay. Giang Nam xuyên qua trận thế đại quân Huyền Châu, xông đến bên cạnh La Hầu La, vươn tay chộp đại trận Nguyên Trung do La Hầu La mấy trăm vạn đại quân Huyền Châu biến ra, bị hắn cầm trong tay lao đi. Áp lực siêu khủng bố từ Tiên Thiên Ôn Đế Quan đè lên người Giang Nam, thế nhưng chúng nó như vô hình với hắn vậy. Giang Nam hít sâu, trước khi Tiên Thiên Ôn Đế Quan hoàn toàn bộc phát uy lực, vạn chú thiên trung và 33.000 trường ấn vỗ mạnh vào quan tải đen khổng lồ. Bên dưới chân núi, nơi phương xa hơn, La Ma Cổ Thần, Thánh Ma Thiên Tôn, Thái Nhất Thiên Quân thấy cảnh tượng quan tải đen to lớn dựng đứng trên đỉnh núi bị Giang Nam đánh bay vào hư không. La Ma Cổ Thần hút ngụm khí lạnh, nhỏ giọng nói: "Ma ơi, tên này mạnh quá như vậy sao?" Trong khoảng thời gian Tiên Thiên Ôn Đế Quan ngừng công kích Giang Nam, hơn 10 giây đánh lén, hắn không đánh lén La Ma Cổ Thần, Thánh Ma Thiên Tôn, Thái Nhất Thiên Quân, mà hướng về phía Tiên Thiên Pháp Bảo Tiên Thiên Ôn Đế Quan đánh bay nó. Trên đỉnh núi, Giang Nam cầm bình ngọc, ngửa đầu uống ngừng ngực. Vị trí Tiên Thiên Ôn Đế Quan biến mất, uy lực Tiên Thiên Pháp Bảo bộc phát đánh vào người Giang Nam, đánh hắn bay vào hư không cũng biến mất. Dưới đất chỉ còn lại một bình ngọc và vũng máu. Uy lực Tiên Thiên Ôn Đế Quan đánh vào người Huyền Thiên chắc đủ giết hắn rồi. Thái Nhất Thiên Quân, La Ma Cổ Thần, Thánh Ma Thiên Tôn xem tim đập chân run. Mới vừa rồi Giang Nam đỡ uy lực tuyệt thế của Tiên Thiên Ôn Đế Quan, sức mạnh đó đánh vào người hắn, Giang Nam biến mất. Trên đỉnh núi chỉ để lại vũng máu. Đòn công kích nặng như vậy, Giang Nam không chết cũng sẽ bị thương rất nặng. Mấy người vội bước nhanh xông lên. Thái Nhất Thiên Quân lao lên đỉnh núi trước, vươn tay chộp bình ngọc. Vừa cầm bình ngọc trong tay, Thái Nhất Thiên Quân chưa kịp xem xét trong bình có bao nhiêu đạo dịch thì Thánh Ma Thiên Tôn, La Ma Cổ Thần đã giết tới. Thái Nhất Thiên Quân quát lớn: "Đế Tôn Ấn!" Giáo đồ giáo chúng Thái Nhất Thần Giáo vận chuyển chí bảo tiên đạo Đế Tôn Ấn nghênh đón Thánh Ma Thiên Tôn, La Ma Cổ Thần công kích. Ma Môn Đại Giáo, đại quân hỗn độn của thần cũng lao lên. Hơn 200 vạn đại quân sát phạt gần Thánh Sơn, tình hình kinh thiên động địa. Giáo chúng Thái Nhất Thần Giáo vận chuyển Đế Tôn Ấn không chống được lâu. Thái Nhất Thiên Quân thừa dịp giơ ngọc bình lên uống. Giây lát sau, một cột nước nhỏ từ bình ngọc chảy xuống miệng Thái Nhất Thiên Quân. Thánh Ma Thiên Tôn lao lên phải quạt, Thái Nhất Thiên Quân đứng không yên bị hất bay. Thánh Ma Thiên Tôn vươn tay chộp bình ngọc, ngửa đầu uống. Giọt nước tí tách rơi vào miệng gã. Thánh Ma Thiên Tôn nổi giận, định vận chuyển pháp lực ép đạo dịch còn sót lại ra khỏi bình ngọc thì bỗng trời đất quay cuồng. La Ma Cổ Thần khởi động trận đồ hút Thánh Ma Thiên Tôn vào trong trận mà giật bình ngọc. "Má nó chứ, sao chỉ có bình giống như vậy?" La Ma Cổ Thần định dốc ngược bình, gã dùng hết pháp lực chỉ ép ra vài giọt đạo dịch. La Ma Cổ Thần tức giận đập bể bình ngọc. Thánh Ma Thiên Tôn múa quạt lao ra trận đồ. Thái Nhất Thiên Quân chạy về, hai người thấy La Ma Cổ Thần đập bể bình ngọc thì ngừng đánh nhau. Ba phe thế lực cũng dừng lại. Thái Nhất Thiên Quân lạnh nhạt nói: "Ta không uống bao nhiêu đạo dịch cả, chắc hơn phân nửa đạo dịch trong bình đã vào bụng Huyền Thiên rồi." Lòng Thánh Ma Thiên Tôn, La Ma Cổ Thần nặng trĩu. Giang Nam ra tay quá nhanh, rất khó gặm. Giang Nam xông qua các rào cản, đánh bay Tiên Thiên Ôn Đế Quan, cướp bình ngọc là uống ngay. Dù Tiên Thiên Ôn Đế Quan đánh bay Giang Nam, thế nhưng hơn phân nửa đạo dịch rơi vào trong miệng của hắn. Mắt Thánh Ma Thiên Tôn lóe tia sáng ma quái.
nếu luyện hóa huyền thiên, không chừng sẽ tinh luyện ra nhiều đạo dịch. Mới vừa rồi, Thánh Ma Thiên Tôn uống được một ít, đạo dịch rơi vào trong miệng, biến thành đại đạo, tiên thiên bất diệt, vô cùng tinh thuần, giúp tu vi pháp lực tăng trưởng một chút. Trong đầu Thánh Ma Thiên Tôn thêm chút hiểu biết về đại đạo tiên thiên bất diệt, tiếp xúc với lý niệm đại đạo kiếp trước chưa từng chạm đến. Nếu có thể nuốt hết nguyên bình ngọc, luyện hóa nó thì ích lợi không thể đo lường. Ai trong số chúng ta đều khó có thể đấu lại huyền thiên được, thế nhưng ba người hợp sức lại có thể giết hắn ta. Huyền thiên đã bị thương nặng, càng không phải đối thủ của chúng ta. Lama của thần nhìn xung quanh, nhíu mày hỏi: quan trọng nhất là huyền thiên bị tiên thiên ô đế quan đánh bay đi đâu rồi? Thái nhất thiên quân, Thánh Ma Thiên Tôn nhìn quanh quẩn, giang nam đã biến mất. Mới vừa rồi tiên thiên ô đế quan phát ra uy lực kinh thiên động địa, một hơi đánh trọng thương hắn, đánh cho giang nam vào hư không. Bọn họ cũng không biết giang nam bị đánh bay đi đâu. Lúc này giang nam đang trong vòng nguy hiểm, giang nam bị tiên thiên ôn đế quan công kích, bay ra khung cửa, lao vào một cửa khác, cánh cửa có tiên thiên hỗn nguyên châu. Tiên thiên hỗn nguyên châu ở trên cao chiếu xuống, từng tia sáng bất diệt chém vào giang nam. Khi hắn bay vào đây, chúng phải tia sáng bất diệt chém ngang eo, cắt giang nam thành hai nửa. Giang nam bị tiên thiên ôn đế quan công kích, cơ thể đã tổn thương gần như nổ tung. May mắn hắn nuốt một nửa đạo dịch, cơ thể bị phá hoại lại tái tạo, không bị đả kích chí mạng. Dù vậy giang nam không chịu nổi công kích của tiên thiên hỗn nguyên châu, chịu đựng bị chém. Tiên thiên hỗn nguyên châu công kích đơn nhất, thế nhưng càng mạnh. May mắn đạo dịch trong người giang nam phát ra năng lượng siêu mạnh, đạo thương mới xuất hiện đã bị đạo dịch chữa trị. Hai khúc thân thể giang nam nhanh chóng dung hợp lại thành một. Tia sáng bất diệt của tiên thiên hỗn nguyên châu chém nữa, giang nam vận chuyển vạn chú thiên trung đón đỡ. Tiếng chuông vang vọng ngăn lại đòn công kích của tiên thiên pháp bảo tiên thiên hỗn nguyên châu. Uy lực tiên thiên hỗn nguyên châu không ở trạng thái đỉnh cao, có 4-5 đại thế lực chạy tới chỗ tiên thiên pháp bảo này cũng đang huyết chiến. Hấp dẫn chú ý nhất là vạn vật đạo tổ, tên này hung mãnh đáng sợ, vận dụng kim quang chấn đạo đỉnh bảo vệ quanh thân, tay cầm tiên thiên pháp bảo hình dạng lạ lùng, như gậy như búa, đầu búa có lồng chụp do tiên thiên bất diệt linh quang biến thành, tròn tròn dẹp dẹp. Dưới tay vạn vật đạo tổ là vạn vật thánh giáo do gã thành lập, không có nhiều người, chỉ khoảng mấy vạn tiên nhân. Vạn vật đạo tổ không ham lập giáo môn, thu đồ đệ rộng rãi, gã chỉ tùy tiện nhận mấy giáo đồ rồi để cho bọn họ truyền bá giáo lý, cho nên vạn vật thánh giáo là giáo phái yếu nhất trong các đại giáo môn. Tranh chấp với vạn vật đạo tổ là bốn đạo quân tiền sử và giáo môn bọn họ thành lập. Bốn đạo quân tiền sử đã tu thành thiên quân, cộng với nội tình tiền sử, thực lực cường đại kinh người. Mấy giáo phái này không thành lập sớm như Ma Môn đại giáo của Thánh Ma Thiên Tôn, thế nhưng không ít người, nhiều cỡ mấy chục vạn giáo chúng, giáo đồ, toàn là tiên nhân, có sức chiến đấu chân tiên, cộng thêm đại trận tiền sử, thực lực không thể khinh thường. Vạn vật thánh giáo không đánh lại mấy giáo phái kia bị giết tan tác, người chết nhiều không đếm xuể. Lại cộng thêm tiên thiên hỗn nguyên châu hay bắn ra các tia sáng bất diệt, vạn vật thánh giáo có xu hướng bị diệt môn diệt giáo. Vạn vật đạo tổ cười phá lên: thật là thịnh thế mà. Tiên thiên quyển trượng quét qua ngăn thế công của bốn thiên quân. Vạn vật đạo tổ bình tĩnh nói: Bảo Hoàng, Đấu Mỗ, Đồ Đế, Tam Nguyên, bốn vị đạo quân tiền sử tung hoành vô địch thời đại của mình, ta muốn tranh hùng thế gian với các ngươi mà mãi không được. May mắn các ngươi chuyển thế, chuyển làm tiên, để ta lĩnh giáo tinh quý đại đạo ở thời đại các ngươi nào. Có thể đồ sát cường giả như các ngươi, nghĩ thôi đã làm cho người ta run rẩy rồi. Bốn thiên quân đối với vạn vật đạo tổ là Đế Mẫu Nữ Quân, Bảo Hoàng Đạo Quân, Đô Đế Đạo Quân, Tam Nguyên Thiên Tôn, cũng là cường giả xuất thân từ vô nhân cấm khu chuyển thế tiên giới, thực lực siêu mạnh, bọn họ đều có nội tình thời đại tiền sử để lại. Bốn người không có tiên thiên pháp bảo như tiên thiên quyền trượng, thế nhưng thời đại tiền sử để lại thân thể kiếp trước, báu vật đạo quân kiếp trước, các loại thiên tài địa bảo. Đế Mẫu Nữ Quân
Đô Đế Đạo Quân, Bảo Hoàng Đạo Quân, Tam Nguyên Thiên Tôn đè đầu vạn vật đạo tổ mà đánh. Đế Mẫu Nữ Quân cười khẩy nói: Vạn vật, đúng là ngươi có chút bản lĩnh, thế nhưng chúng ta cũng không phải hư danh. Là đạo quân tiền sứ, sao không có chút vốn liếng được? Tam Nguyên Thiên Tôn cười to nói: Đạo huynh, vạn vật thánh giáo của ngươi sắp bị diệt, không còn đạo thống thì đạo huynh mất hết mặt mũi rồi, còn mặt đâu mà tranh chấp với chúng ta đấy? Vạn vật đạo tổ cười to nói: Vạn vật thánh giáo chỉ là trò chơi ta làm khi chán thôi, bị diệt thì tùy, ta không quan tâm. Ta diệt đạo thống của các ngươi dễ như trở bàn tay vậy, giết các ngươi cũng không khó khăn gì. Thôi, hiếm khi Huyền Thiên giáo chủ xông vào đây, ta tiêu diệt đại giáo của các ngươi, giết hết đạo quân tiền sứ, lập uy với Huyền Thiên đạo hữu vậy, không thì sẽ bị hắn khinh thường ta mất thôi. Bốn thiên quân tấn công dồn dập, chí bảo đạo quân tiền sử cộng với cơ thể đạo quân uy lực hủy thiên diệt địa. Vạn vật đạo tổ vận chuyển tiên thiên quyền trượng, tiên thiên bất diệt linh quang biến thành cái lồng chụp trên đầu tượng bỗng chốc tỏa sáng. Xoẹt, vô số tiên thiên bất diệt linh quang giãn ra hình thành cái lưới to mấy ức dặm giã vào không trung chụp xuống. Tất cả giáo đồ, giáo chúng bốn giáo môn của Đế Mỗ Nữ Quân, Đô Đế Đạo Quân, Bảo Hoàng Đạo Quân, Tam Nguyên Thiên Tôn, gần 200 vạn tiên nhân bị bắt vào lưới. Lưới to bỗng rút về, biến thành lồng chụp hình tròn bên trên đầu tiên thiên quyền trượng. Bên trong nhốt gần 200 vạn tiên nhân. Vạn vật đạo tổ nhìn sang nam từ xa cười nói: Huyền Thiên đạo hữu, ta cho ngươi xem thủ đoạn của ta. Vạn vật đạo tổ nhẹ vung tiên thiên quyền trượng, cái lồng đầu trượng nhốt 200 vạn tiên nhân của bốn giáo môn chết không kịp ngáp. Trong đó có tiên quân cũng không chịu nổi cái lồng luyện hóa. Đế Mẫu Nữ Quân, Bảo Hoàng Đạo Quân, Đô Đế Đạo Quân, Tam Nguyên Thiên Tôn khóe mắt muốn nứt ra, gầm giống xông lên liều mạng với vạn vật đạo tổ. Kim quang chấn đạo đỉnh treo cao trên đầu vạn vật đạo tổ, mặc kệ bốn thiên quân công kích. Vạn vật đạo tổ mở lồng chụp đầu tiên thiên quyền trượng, xương cốt tiên nhân trắng toát rơi như mưa xếp thành núi rừng biển thây. Ở phương xa, Giang Nam nhìn mà ra đầu tê dại. Một chiêu tiêu diệt bốn đại giáo môn, đổ sát 200 vạn tiên nhân, hủy bốn đạo thống. Vạn vật đạo tổ thật là kẻ hung ác tuyệt thế, hung dữ hết thuốc chữa. Tiêu diệt có 200 vạn tiên nhân bình thường chắc chưa đủ làm Huyền Thiên đạo hữu động tâm phải không? Cần giết mấy thiên quân hay đạo quân chuyển thế mới làm cho đạo hữu rung động đúng không? Vạn vật đạo tổ hô tiên thiên quyền trượng, lồng chụp đầu trượng mở ra, vô số tiên thiên bất diệt linh quang bộc phát. Đô Đế Đạo Quân bị lưới bắt vào. Đô Đế Đạo Quân cầm giống vận chuyển báu vật đạo quân tiền sử của mình, chấn vỡ các tiên thiên bất diệt linh quang. Lại càng nhiều tiên thiên bất diệt linh quang quấn lấy Đô Đế Đạo Quân, trói chặt gã. Đế Mẫu Nữ Quân, Bảo Hoàng Đạo Quân, Tam Nguyên Thiên Tôn vội lao lên cứu. Tam Nguyên Thiên Tôn vận chuyển thân thể kiếp trước, lay động kim quang chấn đạo đỉnh, công kích bản thể vạn vật đạo tổ. Vạn vật đạo tổ lập tay lại, vô số thần thông bạo phát, muôn vàn khí tượng. Bảo Hoàng Đạo Quân vận dụng báu vật đạo quân kiếp trước lao vào vạn vật đạo tổ, muôn vàn thải khí trên đầu vạn vật đạo tổ bắn ra như rồng như rắn đỡ báu vật đạo quân, làm Bảo Hoàng Đạo Quân không áp sát được. Đế Mẫu Nữ Quân điều khiển thân thể kiếp trước của mình định phá hủy các tiên thiên mất diệt linh quang quấn quanh Đô Đế Đạo Quân. Lúc này tiên thiên quyền trượng bỗng thu về, quấn Đế Mẫu Nữ Quân và Đô Đế Đạo Quân hút vào trong lồng. Vạn vật đạo tổ vận chuyển tiên thiên quyền trượng, hai đạo quân chuyển thế đã tu thành tiên quân cùng hét lên bị luyện thành cho bụi. Bảo Hoàng Đạo Quân, Tam Nguyên Thiên Tôn tim đập chân run, vội vàng xoay người bỏ chạy. Vạn vật đạo tổ cũng không truy sát, cầm trượng đứng thẳng, liếc mắt Giang Nam tới gần, dáng vẻ ung dung thoải mái. Vạn vật đạo tổ bình tĩnh nói: Huyền Thiên đạo hữu, thực lực của ta như thế nào? Người có vui mừng khi thấy đối thủ muốn cùng ta đấu một trận luận thắng bại sinh tử hay không? Khí độ của vạn vật đạo tổ làm cho người ta phục, không giống với đạo quân tiền sử sát khí nặng nhất mà như cao nhân thế ngoại đã đắc đạo vậy. Giang Nam bước tới gần, tay nâng vạn chú thiên trung, Giang Nam lên tiếng khen: Thực lực của đạo huynh số 1 số 2 trong đạo quân chuyển thế,
trận chiến vừa rồi đạo huynh chưa dốc hết sức chiến đấu xa. Ta nghe đồn đạo huynh cùng đế và tôn luận đạo 300 năm mới thua, theo giao ước chuyển thế tiên giới. Vậy uy lực cường đại nhất không phải là tiên thiên pháp bảo trong tay đạo huynh, mà là thân thể. Thân thể kiếp trước của đạo huynh trải qua mấy lần tịch diệt kiếp cũng không thể tiêu trừ thân đạo quân được, bị đạo huynh tế luyện 300 ức năm. Cơ thể như thế ngang ngửa với tiên thiên pháp bảo hoàn chính. Ồ, dân bản xứ tiên giới sinh ra nhân tài như Huyền Thiên giáo chủ, không biết là may mắn hay bất hạnh cho tiên giới đây. Vạn vật đạo tổ lộ ra vẻ thưởng thức nói: Nhưng có một điều người đã sai rồi. Cơ thể của ta sánh bằng tiên thiên pháp bảo hoàn chính, nhưng ta không chỉ có một thân thể kiếp trước. Tiên thiên pháp bảo trong tay ta là một thân xác kiếp trước luyện ra. Mỗi khi ta sống qua một thời đại sẽ chuyển thế một lần, tham gia vào thời đại này, chứng đạo quân, nghiên cứu tất cả đạo diệu của thời đại. Dù không có giao ước với đế và tôn thì ta vẫn sẽ chuyển thế vào tiên giới, tu thành đạo quân tiên đạo trong thời đại này. Giang Nam cất bước đến gần hơn, rung động nói: Sao? Mỗi thời đại đều chuyển thế tu thành đạo quân sao? Đạo huynh, ta rất muốn biết ngươi là nhân kiệt của thời đại nào. Thánh ma thiên tôn thời đại ma đạo không nhận biết được ngươi. Vô tà đạo quân, thiên hoàng đạo quân thời đại yêu đạo xa lạ với ngươi. Vậy đạo huynh đến từ thời đại nào? Là thời đại càng xa xưa hơn hay sao? Giang Nam rung động lạc giọng nói: Đạo huynh, ngươi đến từ thời đại thánh đạo, là sư huynh của thiên hy thánh nhân phải không? Đã chuyển thế 9 lần nữa, mỗi đời luyện mình đến đẳng cấp tiên thiên pháp bảo sao? Thành tựu như vậy làm người ta chố mắt ta, tại hạ khâm phục, khâm phục mà.